Chào anh em các bác nhé. Tiếp tục trả máy này. Mạch pick 6 chế độ này. Mạch pick đánh vạt 19H3 chế độ này. Đấy, cho anh em một dòng riêng Kiên Giang anh em nhé. Đấy, 10 bo này. 14 bo này nhé. Đấy. Và 5 cái bo này. Bo này là chuyên đánh vạt này, môn vạt này. Có cả chế độ thả cáp nhé. Nhưng như kiểu chế độ đánh vạt thì em thiết kế cho. Còn đây còn hai chế độ này, đấy, còn ba chế độ kia em chữ không hàn nhé, thì thường hai chế độ ok thì em hàn cho anh em dùng thôi. Con này thì nó thế 6 chế độ, con này cũng 6 chế độ này, nhưng mình hàn có ba chế độ thôi, để ba chế độ, còn ba chế độ đấy anh em không dùng đến thì không hàn, dùng nhiều nó anh em không biết lại khó điều chỉnh. Con này thì anh em lái cho cả máy ngọt máy mặn anh em nhé, máy cầu hát đều ok hết. Đấy. Anh em cái này anh em bán rất nhiều, anh em dùng rất ok, và mình máy của mình toàn lắp dọc hết tất cả dòng pin này nhé, và pin này đấy. Anh em chủ yếu anh em này mình vừa làm bán cho anh em thợ rất là nhiều đấy. Còn con máy 10 thét cả VT này đấy. Con này về phòng anh em nhé, máy này thì đánh cả nước bọt đục vào trong, nước phèn tạp chất bẩn để thải nhà máy nhé, và nước nợ. Còn nước mặn thì mình anh em yêu cầu mình làm cái bo khác nhé đấy. Con này khác để mình test cho anh em xem này. Con này thì một nút tần mạnh yếu, nút bao chung này. Con này đánh rất khỏe anh em nhé, anh em vừa đánh nước bẩn, nước tạp chất, nước nợ đều ok, nước ngọt đấy. Không kém nước anh em đấy. Còn cái dòng máy 8 feet bom tích 3 chế độ thì con đấy thì nó chuyên nước ngọt đục vào trong, nước phèn nhẹ anh em nhé. Con này nước phèn, nước bẩn, nước tạp chất, nước ngọt đục. Đấy, nước nợ đều ok hết nhá. Đây. Đấy. Rất là khỏe anh em. Anh em chuẩn bị nước cầu hải vào đây. Anh em sắm dần máy đây. Mình mai phải làm một con để nước cầu hải vào đi đánh chơi đây. Nước cầu hải sắp vào đây. Đấy. Tất cả các bo này trước khi gửi cho anh em nhé, mình đều test cẩn thận kỹ càng. Anh em về cứ lắp máy phát ăn ngay thôi. Đấy. Anh em cứ yên tâm sử dụng nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì alo cho em số điện thoại 0985 932 336. Chào các bác, chào anh em nhé.